Dạ vâng, Trung tâm Điện tử Cao Phong xin gửi lời chào các bác và toàn thể anh em đam mê âm thanh và yêu hát karaoke. Tiếp tục lên sóng ngày hôm nay, Điện tử Cao Phong lại test âm những chiếc đẩy liền vang, vang liền công suất hay còn gọi là âm ply, boss sen, dòng đời cao cấp. Vâng, đây là model đời cao, 3 volume chiết áp, gồm một volume chiết áp cho tổng music, volume chiết áp cho tổng mic và volume chiết áp cho tổng echo vang nhại. Đời cao đời boss sen chữ nổi SH7200. Công suất của con này chạy với công suất là 12 sò lớn Toshiba, nguồn xuyến tròn làm mát bằng quạt gió, chạy 4 tụ, rất là đỉnh luôn, đẹp xuất sắc. Size 3U màu đen, mặt phay nhôm, rất là đẹp các bác nhé. Các bác không cần ghép thêm bất kỳ một thiết bị nào như vang, lọc hay là bất kỳ một thiết bị nào, chỉ cần một chiếc âm ly hay gọi chiếc đẩy liền vang này. Các bác cắm nhạc vào phía sau, 4 ngõ vào phía sau, tương ứng với 4 nút chọn phía đằng trước. Có chế độ low note, đấy là các bác cắm mic vào 3 ngõ mic phía trước và 2 ngõ mic phía sau, rất là nhiều ngõ mic, là các bác thỏa thích hát karaoke gia đình, rất là hay. Đó, không đầu tư rườm rà. Đấy, các bác chơi cục đẩy thì các bác phải đầu tư rất là nhiều, nhưng mà không bao giờ hiệu quả. Tiếng echo vang nhại không bao giờ hay bằng những con âm ly này. Em hứa với các bác, bác nào đã chơi và đang sử dụng những con âm ly hàng boss sen SH7212 sò lớn Toshiba này thì các bác biết rất rõ chất âm của dòng âm ly này, tiếng mic cực kỳ hay. Các bác nghe nhạc rất hay và hát karaoke cưng tuyệt vời luôn. Đó, đầu tư không rườm rà, chỉ cần một chiếc âm ly này kết nối với loa. Với công suất của chiếc âm ly này các bác có thể đánh căng một cặp full, một cặp loa full bass 40. Đấy, còn các bác nào chơi hai cặp 25 hoặc là cặp 30 thì rất là ok. Tiếng con này cực kỳ sạch, các bác nghe nhạc cũng hay và hát karaoke cũng rất là tuyệt vời. Đấy, chơi hay, bài đẹp. SH7200 liên tục về hàng để gửi đến các bác và toàn thể anh em đam mê âm thanh. Các bác ngắm nhìn em quay thật dần, các bác ngắm nhìn nhá, nó đẹp xuất sắc luôn, cái mặt phay nhôm nhá. Đó, các cái khối tinh chỉnh music này, nó cũng chia làm 3 khối tinh chỉnh music này, tinh chỉnh về mic tone và tinh chỉnh về echo vang nhại. Đây là 4 cổng chọn tương ứng với 4 cái đường vào phía đằng sau. Đây là các chế độ slow note, đây là chế độ chọn tông nhạc. Đấy, các bác nhá. SH7200 dòng boss sen chữ nổi rất là đẹp, tiếng cực kỳ hay luôn. Và em quay kỹ cái mặt tiền để các bác ngắm nhìn tổng thể mặt trước mặt sau trên đỉnh, nó đẹp xuất sắc luôn. Các bác chỉ cần cắm loa vào và cắm mic vào là đưa tín hiệu nhạc vào là các bác hát karaoke và nghe nhạc rất hay. Với những chiếc âm ly boss sen này, size 3U nhá, size 3U nó là một cái size rất là dày và đẹp. Đấy, công tắc và tắt nguồn boss sen chữ nổi SH7200. Tất cả các model đời 7200 là đời rất là cao. Đấy, bạn nào muốn quan tâm đến nội thất thì kết nối Zalo theo số điện thoại 0772260096 hoặc là nán là ít phút, Cao Phong sẽ nhấc cái nắp này ra, em đã tháo sẵn ốc rồi để các bác cùng chiêm ngưỡng. Đây phía sau, quay qua phía sau các bác nhé, sau này đi vào nội thất. Đây các bác nhìn này, 4 đường vào phía sau này rất là nhiều luôn, có đường video này, đây 2 ngõ mic. Đấy, con này có cả giới hạn âm lượng cho đường mic và đường music, tức là các bác đặt bao nhiêu để người khách lạ hoặc là trẻ nhỏ ấy vặn cái volume phía trước thì nó lớn thì nó vẫn có một cái mức độ âm lượng nhất định, nó không gây ảnh hưởng đến loa. Đó, có cầu chữ U này, đây là đường ra này. Đấy, kết nối loa này, con này được mọi điểm luôn, rất là chất lượng. Em đứng điện thoại để nhấc cái nắp ra nhá, các bác cùng chứng kiến cái nội thất của con này, nó rất là tuyệt vời, con này cực đỉnh luôn. Tháo sẵn ốc rồi, nhấc cái nắp ra. Con ngắm nhìn nhá, con này nó rất là chất luôn. Đầu tiên em đã quay cho các số sò này. Đấy, rất là nhiều sò to này nhá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bên đây này, và vế bên đây 6 nữa là 12 sò này, chạy 4 tụ luôn này. Đấy, bình thường con âm ly khác chỉ có 2 tụ thôi, con này chạy 4 tụ luôn. Nguồn này, các bạn nhìn cái nguồn của nó giá trị này, nguồn dây đồng và nguồn rất là lớn, 100% dây đồng, và cái nguồn này cực kỳ khủng luôn, đẹp, rất là đẹp. Và tất cả trên bên vỉ của nó các bác nhìn nhá, này, nguyên zin hết, bao zin tuyệt đối luôn. Các bác nhìn cái keo, người ta còn hãng còn đổ đây, niêm phong những cái đầu dây cắm này,
Đấy, chưa một lần rút ra. Keo này các bác nhìn này. Đó. Nguyên keo nhá. Và trên tất cả các bo vỉ đều có ký hiệu 7200 này. Và nhìn nhận 7200 này. Tất cả đều có 7200 hết này. Vỉ nào cũng có ký hiệu 7200 này. Nó là hãng mà. Đó, này. Ở đâu cũng có 7200 hết này. Đó. Này 7200 này. Có nhìn chưa? Tất cả bo vỉ mạch đều có ký hiệu 7200 hết. Hàng xịn sò luôn mà là mát quạt gió nhé. 12 sò lớn, tức là con này được mọi điểm về nội ngoại thất luôn. Hàng bao zin xịn sò luôn. Tất cả linh kiện của nó zin tuyệt đối. Đó. Quá đẹp. Một lần nữa các bác có nhu cầu về những chiếc âm ly hay còn gọi chiếc đẩy liền vang, vang liền công suất Boss SH 7200, các bác liên hệ điện tử Cao Phong để sở hữu cho mình những con âm ly chất lượng, tiếng cực kỳ hay luôn. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video. Để nhích volume lên một chút nhé.